Xin chào các bạn, đây là một cái què của xe Honda Cup Custom 70-90 đây, rất là đẹp nha, rất là đẹp, đây. Sáng bóng luôn nha, vừa mới cướm về, tem mũi của nó còn nguyên luôn, rất là đẹp, tem mũi còn rất đẹp. Đây là què của xe custom gắn cho xe 70-90, rất là đẹp. Nếu mà anh em xe anh em nó cực đẹp thì lấy cái què này, còn nếu mà xe xấu thì chúng ta mua cái què cũ về chúng ta sơn lại nha. Đây là đẹp nhất rồi nha, còn cái này đẹp hơn nữa, rất là đẹp. Chúng ta coi không có một vết kỳ trước nào luôn. Rất đẹp nha. Đấy, xe nào cái đẹp lắm mới gắn với họ, còn xe xấu thôi đừng gắn nha. Mà nói chúng ta mà sơn lại, chứ còn gắn xe rất là phí nha. Giá rất là nặng. Đấy, 90 đây rất là nặng nha. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và ủng hộ. Nếu có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng riêng thì gọi điện thoại và bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng riêng siêu cấp của bên mình nha. Chào các bạn, mình là Ken, 35 tuổi, đẹp trai, con nhà nghèo, học giỏi. Nhà nghèo cho nên mới đi bán đồ, chứ giàu vô villa ở rồi. Xin chào các bạn, trên tay của mình đang cầm là bộ hoa lăng mâm lửa 84 FT gần. Đây, rất là nhiều anh em khoái hoa lăng mâm lửa 84 FT gần. Gắn cho xe độ, gắn cho xe độ là hết ý luôn, đúng không? Lửa rất là mạnh, các bạn thấy là cái hoa lăng mâm lửa của nó có hai thớt là một thớt nó giống 86 và thêm một thớt này nữa. Và bên này lửa thì nó 6 cục. Nó tổng cộng có 8 cục. 2 cục lửa với lại 6 cục đèn, tổng cộng là 8 cục. Còn vô lăng 86 là 6 cục. 5 cục đèn với một cục lửa. Còn đây nó có tới 2 cục lửa. 2 cục lửa còn lại là 6 cục đèn. Còn rất là đẹp, nguyên zin. Chưa vệ sinh, hàng tháo xe, FT gần nha, đây. Anh em rất là quá FT gần có FT gần cho anh em lựa chọn luôn, rất là đẹp, chưa có bị mòn. Đây, hàng rất chuẩn. Mình sẽ hỏi là nó gắn vô được xe gì, xe gì mà xài IC thì gắn nó được. Tất cả mọi loại xe gắn cho 78 cánh nén 81 86 Charlie gì gắn được hết. Và bộ lửa 84 là bộ lửa ngon nhất trong tất cả các bộ lửa IC xe không đều. Xe không đều 84 là ngon nhất, tại vì nó có thứ hai thớt rồi. Cái thứ hai là nó có 6 cục đèn, còn những cái xe kia nó chỉ có 5 cục đèn hoặc là 2 cục đèn hoặc là 1 cục đèn thôi. Gắn cho xe 6 bãi mà lên IC gắn 84 là quá ngon. Gắn thêm cục IC rim lùng vô nữa, wow, chạy 10 chở 10 con trâu cũng nổi luôn nha. IC là khỏi nói, riêng bộ qua năm nữa 84 là khỏi nói rồi. Điện là bao ngon, bao ngọt, bao đẹp nha. Thật đẹp, cực ngon. Rồi, anh em mà có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cúp, qua lăng mâm lửa zin, IC hoặc là dít lửa có thể liên hệ với mình nha. Bên mình có đầy đủ cung cấp tất cả các linh kiện liên quan tới xe cúp. Các bạn có nhu cầu mua món nào có liên hệ với mình qua số điện thoại mình trên. Phương thức mua hàng là chỉ đi trước nhà hàng sau. Anh em ở Sài Gòn thì qua trực tiếp shop lựa hàng để lấy nha. Rồi, và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để mỗi khi mình up một video mới lên, các bạn sẽ nhận được thông báo và xem nhanh sản phẩm mới của bên mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.